từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại kinh thành Huế cổ kính, trầm mặc bên dòng sông Hương thơ mộng. Đã diễn ra chương trình liên hoan nghệ thuật năm 2022 với chủ đề Tâm Lộc Phát, Khát Vọng Vươn Xa, như một sự tri ân sâu sắc tới quý cổ đông và các thị trường chi nhánh toàn quốc, là dịp để các cổ đông và thị trường Bắc Trung Nam cùng tham quan những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại cố đô Huế, thể hiện sở thích, tài năng của mình qua các phần thi ca hát, điệu múa, tiểu phẩm được dàn dựng công phu. Hãy cùng nhìn lại những dấu ấn đẹp nhất tại chương trình liên hoan nghệ thuật năm 2022. Tâm Lộc Phát, Khát Vọng Vươn Xa. Ngày đầu tiên, quý cổ đông và ban lãnh đạo các thị trường toàn quốc. Hướng tới muôn
cái tâm, cái đức. Có như vậy mới tạo được niềm tin cho mọi người đấy cháu ạ. À, vâng, thưa hai bác, trong xu thế hội nhập như hiện nay, để xã hội cùng phát triển, công ty tâm lập phát của chúng cháu đã có những phản ứng rõ ràng cho tương lai. Cháu nói như vậy thì bác đã hoàn toàn yên tâm, gia đình bác sẽ đồng hành cùng công ty tâm lập phát các cháu, được không nào? Dạ, cái tuyệt vời quá. Sau các phần dự thi, ban giám khảo đã công tâm lựa chọn ra những ngôi vị cao quý nhất được công bố trong đêm gala trao giải cùng ngày. Theo đó, tiết mục dàn dựng ấn tượng nhất thuộc về tiểu phẩm Nơi thắp sáng niềm tin của Văn phòng Công nghệ Thanh Hóa. 8 giải khuyến khích được trao cho thị trường Quảng Ninh 1, thị trường Cẩm Phả, thị trường Hoàng Hóa, thị trường Đống Đa, thị trường Tiền Hải, thị trường Nam Định, thị trường Thủy Nguyên, thị trường Đà Nẵng. 3 giải ba thuộc về thị trường Thái Bình, thị trường Hưng Hà, thị trường Quảng Ninh 2. 2 giải nhì thuộc về thị trường Kim Sơn, thị trường Hải Dương. Các giải thưởng được nhận giấy chứng nhận, hoa và tiền thưởng với các giá trị khác nhau của tập đoàn. 1 giải nhất thuộc về Văn phòng Công nghệ Thanh Hóa đã nhận được cúp, giấy chứng nhận hoa và tiền thưởng của tập đoàn. Khép lại liên hoan nghệ thuật lần thứ nhất năm 2022, Tâm Lộc Phát Group sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình liên hoan quy mô và phủ sóng rộng khắp tới các cổ đông và thị trường trong thời gian tới. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tưởng nhớ những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 27 tháng 11, đoàn di chuyển viếng thăm thành cổ Quảng Trị, tham quan bảo tàng lịch sử, dâng hương, dâng hoa kính viếng các anh linh anh hùng dân tộc. Có thể nói, sau mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, tích lũy giá trị, kiến thức cho mỗi thành viên Tâm Lộc Phát Group để cùng nhau quyết tâm, chung sức, đồng lòng vì một khát vọng vươn xa.